À, dạ tiếp theo em xin giao lưu một cây linh sam 86 hai thân giá mẫu tử ha. Cây mini nhưng mà đã rất là già rồi. Mọi người có thể thấy là bộ tàn của nó đã dày và đang ra bông rất là nhiều ha. Mấy cây linh sam nó phải già lắm nó mới ra bông được như thế này. Cây này về mình có thể vô nó một cái chậu gốm bé như thế này ha. Xong rồi mình cắt tỉa mình định hình lấy cái bộ tàn của nó đắp một ít rêu thì mình để bàn chơi sẽ rất là đẹp nè. Cây đang rất là nhiều bông nụ ha. Này em chưa cắt tỉa lại, khi nào nó hết bông thì sẽ cắt tỉa lại và định hình cái bộ tàn của nó lại. Giờ rồi em xin báo giá giao lưu cây linh sam 86 hai thân này với giá là 130 ngàn để bao ship ha. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo để phần mô tả. Bông rất là nhiều ha. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Về mình cứ vô chậu mình để bàn chơi ha.